I like to read books and watch YouTube videos. What about? Hello everyone, welcome back to my channel. And today I bring you conversation number 9. Topic is talking about leisure activities. Chúng xung xoá cùng một căn channel bọc nhau mà đoàn tiết chừng cả tầm nghĩa ti và muốn thế ngay đi và thiên bọn dưỡng cư nữ dòng bí sạc cam một hiếp bê tùm nề và laser activity dưỡng cài thác sạc cam một hiếp nô bê tùm nề sạc cam một hiếp đầy dưỡng chua chật thuở nô bê tùm nề. Ok, chừng đồng bây có mọi bóng bôn hay là miss something á chừng bóng bôn ai chỗ lực nông playlist mơ lờ conversation 1 until 8. Ok, phục nhân bán upload cho thì number 1 to number 8, now number 9. Ok, xin cho từ mơ hay là subscribe mà channel là bọc nhóm nên từ tu ban made in to make my party. Ok, let's go. Naro, good morning Nara. Good morning Nara. Arun susaday Nara. Good morning Daro. Good morning, Daro. Arun susaday, Daro. Did you sleep well last night? Did you sleep well last night? Ta anh kênh lụ sru tê ka vi yuk mình. Did you sleep well last night? Nara, yes, I did. I also had a good dream. Yes, I did. I also had a good dream. Men hai khnyom keng luk srul yum mình khnyom ko suban lo phong dai had a good dream. Dream ko suban suban lo good dream. I had a good dream khnyom suban lo ka vi yum mình. Good to hear that. Don't you go to work today? Good to hear that. Don't you go to work today? Rì rì na đai ban lư bạn ni. Ok, rư có lõ ở đại bàn lưu chẳng. Ta nè, mình tớ thua ca tê đấy. Ngày này, don't you go to work today? Nara, it's Sunday. I don't work on Sunday. It's Sunday. I don't work on Sunday. Vì chìa ngày à tịch. Cái nhóm mình thua ca tê nó ngày à tịch. Daro, oh, I didn't know it is Sunday, so I have free time today. What do you like to do in your free time? Oh, I didn't know it is Sunday, so you have free time today. What do you like to do in your free time? Okay. Oh, khi mình đang than ngày này chỉ ngày tết sao? Okay, I didn't know. Khi mà đang thà ngày này chỉ ngày tết đi. Được chưa nè? Nẹt miền, anh miền pel tuần này hai ngày này. So you have free time today. Free time to pel tuần này. Nẹt miền pel tuần này hai ngày này. What do you like to do in your free time? Ta anh chơi chất thua với nô pel tuần này. Okay, what do you like to do in your free time? Ta anh chơi chất thua với nô pel tuần này. Nara, I like to read books and watch YouTube videos. What about you? I like to read books and watch YouTube videos. What about you? Okay. Khi ông chơi chất an si phâu, I like to read books. Ông chơi chất an si phâu. Hai nâng mơ video nó không YouTube. Watch YouTube videos. Cho anh Vinh. What about you? Cho anh Vinh, rồi cho nhà Vinh. In my free time, I love to hang out with my friends. In my free time, I love to hang out with my friends. Nếu không biết tụm này được bọc nhóm, khi nhóm chơi chất, rồi bọc nhóm bình chất, tôi kháu, chỉ muốn nâng mất phép bọc nhóm, hang out, cứ tôi kháu chúc chúng khi nhóm mất phép. Hang out with my friends. Okay. Okay, Nara.
What do you usually do when you hang out with your friends? What do you usually do when you hang out with your friends? Ta nè chỉ tụt tơ thừa với nô pê là nè tơ cào chỉ mùi mật phép. Ta nè chỉ tụt tơ thừa với nô pê là nè tơ cào chỉ mùi mật phép. Nào, we usually have a drink at the beach and talk, and sometimes we go shopping for new clothes. We usually have a drink at the beach and talk, and sometimes we go shopping for new clothes. Clothes. Okay, chẳng có thể dẫn chị tôi tới nhằm phê sẽ chạy nơi một số mốt hay chạy chạy kia đĩa hay chung cáo phê khác dẫn tôi tới nhiều vắng go shopping nên là tôi tin khảo áo xin lý bằng bẹt mệt mệt for new clothes. Ok, tôi tin xin lý bằng bẹt mệt mệt. Nào ra, sound like fun. Sound like fun nên là sẽ đọc tư của rì rì men. Ok, sound like fun sẽ đọc tư của rì rì men. Đào, why do you like to watch videos on YouTube? Why do you like to watch videos on YouTube? Hãy đăng ký kênh để anh cho chất mơ video nơ YouTube. Why do you like to watch video on YouTube? Because I can learn a lot from them. Because I can learn a lot from them. Vì lúc khi anh riêng bạn tràn vì video tiếng lục đem này cứ xin nào từ video vì video tiếng lục especially from teaching videos chỉ biết sẽ từ riêng vì video đã kê miên ca bằng riêng. Ok, teaching video ra ta video bằng riêng. Now I am learning English on YouTube as well. Now I am learning English on YouTube as well. Lâu khi em cầm bông tiền sang lấy nơi tam YouTube phong đài, okay, as well phong đài, learning English, riêng thì sang lấy, khi em cầm bông tiền sang lấy nơi tam YouTube phong đài. Nào rồi, how come? Okay, how come này cứ riêng ra tha ban đầu rồi biết nào từ, okay, mình đây tha ta nè riêng thì sang lấy tam YouTube ban đầu rồi biết nào từ. How come? Nara, I have found a channel named Rien Chum Rong, which is posting English conversation videos every day. I have found a channel named Rien Chum Rong, which is posting English conversation video every day. Then I subscribed to his channel and started to learn. Okay. I have found a channel named Rien Chum Rong, which is posting English conversation video every day. Then I subscribed to his channel and started to learn. Okay. Chúng khi em bán khởi channel mới chung Rien Chum Rong đã bằng hot, ok, đã bằng hot no video xong tình yêu phía sau ông lấy chỉ riêng rõt ngày. Vẫn tốt mốc khi em có chất subscribe từ lời channel, ok, rồi có chiếu channel bỏ quát hay có chạp đàm riêng. Đã rồi, it's so good, I'll subscribe to his channel and learn English too. Oh, bất chí lo men. Khi nhóm nâng cho chiêu từ channel bỏ quát, tôi có subscribe channel bỏ quát hay riêng phía sang để đài hay. Okay. It's so good. I'll subscribe to his channel and learn English too. Lo men. Rồi có lo nè. Khi nhóm nâng subscribe channel bỏ quát hay riêng sang để đài. Okay, now I'll go back and read.
one more time. Good morning, Nara. Good morning, Daru. Did you sleep well last night? Yes, I did. I also had a good dream. Good to hear that. Don't you go to work today? It's Sunday. I don't work on Sunday. Oh, I didn't know it's Sunday. So you have free time today. What do you like to do in your free time? I like to read books and watch YouTube videos. What about you? In my free times, I love to hang out with my friends. What do you usually do when you hang out with your friends? We usually have a drink at the beach and talk, and sometimes we go shopping for new clothes. Sounds like fun. Why do you like to watch video on YouTube? Because I can learn a lot from them, especially from teaching videos. Now I am learning English on YouTube as well. How come? I have found a channel named Rin Chum Dong, which is posting English conversation video every day. Then I subscribed to his channel and started to learn. It's so good. I'll subscribe to his channel and learn English too. Well, everyone's now finished the conversation. Hopefully you practice it more and more and more and more. Practice as much as possible in order to get it and then use in your real life. And don't forget to subscribe to get more video from me, and like button and share this video to your friends. Don't forget to comment whatever you want me to do, or you want to make a better change on my video. Please subscribe and comment below, and I will know. Okay, I will get back to you soon. Bye bye, have a good day. Chừng complete like, share, comment below video nhóm. Hãy chú ý chọn button subscribe đồng bây bong bôn từ tu bàn video thamay thamay để khi mừng cát cõi một tiết. Hãy nâng bàn riêng phía sang để to từ tiết. Ok. Hãy con chân xung chùm biếp liếc. Mình ngay lo thằng lọc phân đi xung năng lo.